không phát hiện, không lây truyền, đó là một cái nhận định khoa học. Người sống chung với HIV điều trị ARV sớm, duy trì điều trị và tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, có thể sống lâu hơn, sinh con an toàn và không sợ lây truyền HIV cho bạn tình. Đây là thông điệp được đưa ra tại diễn đàn Ca bằng Ca, không phát hiện, không lây truyền, do Trung tâm Phòng chống HIVS thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức vào hôm qua 8 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại diễn đàn Ca bằng Ca, các chuyên gia y tế đã thông tin bằng chứng khoa học được hơn 700 tổ chức, cơ quan ở 100 quốc gia trên thế giới công nhận. Đó là người sống chung với HIV, uống thuốc ARV hàng ngày theo chỉ định của cơ sở y tế, đạt được và duy trì tải lượng virus HIV dưới ngưỡng phát hiện, sẽ không có nguy cơ lây truyền virus HIV sang bạn tình âm tính. Nhiều nhân chứng sống là những người đang điều trị ARV hàng ngày cũng đã chia sẻ câu chuyện của chính mình. Nhưng mà mọi người chưa nói, chưa có ai nói về hai cái chuối. Và tôi là bằng chứng sống.